Và tiếp sau đây thì chúng tôi cũng đã nhận được những tín hiệu điện thoại tiếp theo từ quý thính giả đã gọi đến chương trình ạ. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, xin chào vị thính giả ạ. Vị thính giả có câu hỏi nào muốn đặt cho bác sĩ và giáo sư Dương Trọng Hiếu ạ? Dạ dạ có ạ. À, vâng, em cảm ơn chị. À, cháu chào bác sĩ ạ. À, cháu ở Tuấn ở dưới Hà Đông ạ. Thì cháu cuối tuần cháu đang định về bà ngoại ấy, thì cháu bảo là bà bị chắc bị viêm khớp thấp sao ở đầu gối, tay là hay bị sưng đau ấy. Thì là thấy mẹ cháu bảo là dùng bà vẫn đang dùng cái hoàng thâm linh cái đợt kèm ấy. Thì cho cháu hỏi là thì cháu đang định ở mua thêm về biếu bà khoảng tầm chục hộp nữa ấy. Thì không biết là dùng nhiều như thế thì có ảnh hưởng gì không nhỉ bác sĩ nhỉ? Dạ vâng ạ, bác sĩ đang lắng nghe và ghi lại những cái câu hỏi của anh đây ạ. Rồi, chào bạn Tuấn. Thế mà một đứa cháu mà lại quan tâm đến bà ngoại này là bà đã khỏi được 30-40% rồi. Thế bạn mua cái hoàng thấp linh về biếu bà làm quà, thế là có tác dụng tốt đấy. Tác dụng tốt bởi vì là nó có ích, chứ cứ mua các cái lăng nhăng rồi về các cụ không dùng đến rồi là cũng ấy. Thế mà các cụ đang có bệnh mà lại có được một cái thứ thực phẩm chức năng nó hỗ trợ cho điều trị, thế thì các cụ chắc là phấn khởi. Cái hoàng thấp linh này này, bởi vì trong thành phần của nó là có bạch thược, có hy thiêm, có sói rừng, có nhũ hương, là nó có cái tác dụng giảm đau đấy bạn ạ. À, thế thì là bạn có quyền dùng nhé bạn nhé.